cánh đồng vẫn xanh những bông hoa kiên cường. Dặn dò gió mẹ ơi anh mang buồn vui những buồn người mà người đây thì cái này học sao mà cũng nói này còn học sao mà cũng nói không biết có phải vai diễn lần này của Tài lại là một vai diễn nam mỹ nhưng là vai diễn đầu tiên trên sân khấu kịch của Tài. Tài thấy Tài rất là hào hứng với vai diễn này. Đây là một vai diễn với tâm lý khá là khó, với một cái số phận rất là trắc trở và đã phải cố gắng rất là nhiều và nhờ sự giúp đỡ của các cô chú anh chị ở sân khấu thì mới có thể hoàn thành vai diễn này một cách hoàn chỉnh nhất có thể. Rất là may mắn khi được nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hương và nghệ sĩ ưu tú Hồ Quốc và anh Vũ Trầm đã tin tưởng giao cho Tài cái vai diễn này. Và thật sự với một diễn viên trẻ và một cái người rất là mê sân khấu như Tài thì đó là một cái sự cơ duyên cũng như là một cái sự ưu ái rất là lớn, và Tài rất là biết ơn và cũng như là rất là áp lực để thể hiện vai diễn của mình tốt nhất có thể. Bởi vì đây là sân khấu thể nghiệm cho nên là không có sử dụng mic, và lần đầu tiên được thể hiện ở 5B cho nên là Tài cảm thấy áp lực về mình phải dùng giọng thật để thoại suốt một vở ở trong không gian cũng khá là lớn, cho nên là cố gắng rất là nhiều để trau chuốt về kỹ năng diễn xuất cũng như là cái sân khấu. Nói kỳ lắm. Bao giờ thì mình sống chung hay? Mà cái vai diễn này á, thì Tài cảm thấy là Tài đã cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Còn cái sự đánh giá thì phải để cho khán giả cũng như là đạo diễn. Tài chỉ biết là sẽ thể hiện tốt nhất và cố gắng nhiều nhất thôi. Nếu như mà được chị Mỹ Uyên và các anh chị ở sân khấu cảm thấy là mình cũng có một chút năng lực và cũng có những đam mê thì hy vọng là sẽ có thêm những vai diễn mới ở sân khấu 5B. Đây là một vở kịch rất là đáng yêu và thể hiện về cuộc sống của những người ở giới tính thứ ba, vui vẻ có, đáng yêu có, hạnh phúc có, trắc trở và đau khổ cũng có. Nó sẽ dẫn mọi người từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, hỉ nộ ái ố có đủ hết. Và một thông điệp rất là nhân văn, ai dù ở giới tính nào cũng đều có quyền được yêu thương cả. Hy vọng là mọi người sẽ đến sân khấu 5D Võ Văn Tần để mà xem vở diễn Bộ Công Anh. Vậy chứ, lâu quá mới qua thăm em. Sao vậy, sao giờ này không tìm em? Ủa, em quen nào? Mình quen nhau mỗi ngày mà anh nói gì vậy? Quen gì nào á? Nghe phòng chi một cái lương. Ủa, nghe là em có tầm luôn. Em không làm, em đi ngang. Cũng may mắn là giờ gần đây thì Tài cũng nhận một vài lời mời của những bộ phim điện ảnh và phim truyền hình web drama về giới tính thứ ba, cho nên cũng may mắn là đã tìm hiểu dần dần đến khi tham gia vào kịch này thì đã có một vài kinh nghiệm. Cái vai diễn này thì còn một cái sự đáng yêu, nũng nịu, dễ thương. Bình thường thì em giọng nói cũng khá là xô xề, khá là trầm. Cho nên là khi mà lên sân khấu thể hiện thì đã cố gắng dễ thương nhất có thể. Thì đây là một cái vở thứ hai của nhà kịch 5B đậm chất đặc biệt. Với sân khấu 5B thì bao giờ người ta cũng nghĩ rằng là làm những cái tác phẩm mà văn học chính thống. Nhưng mà những năm gần đây thì đối với Mỹ Uyên nghĩ rằng là đời sống xã hội thay đổi liên tục, văn minh hiện đại, cởi mở. Nhưng chúng ta tại sao chúng ta lại không cập nhật họ? Họ cập nhật những cái đời sống mà xã hội thời sự mà nó mới nhất. Mình nói thật, trong mỗi gia đình của chúng ta chỉ không có những người đồng tính thì họ không hiểu lắm. Nhưng tôi thấy có những người gia đình không có người đồng tính, nhưng họ thấy mấy em mà có thể là đôi khi giống như một
con trai mà giống như con gái thì họ cũng cưng lắm, họ yêu lắm. Tại vì có lẽ là họ hiểu được cái cảm xúc đó. Thì tôi nghĩ đưa lên sàn diễn làm những cái câu chuyện nó làm sao để nó đừng có bị là giống như tôi nói là ban đầu là nó đừng có bị phô diễn, hoặc là nó đừng có bị cố tình, hoặc là chúng ta đừng có đưa bôi bác phê phán gì cả, mà chúng ta đưa bằng những cái tình yêu thật, những cái tình cảm thật, thì nó sẽ trở nên một cái kịch bản nó tốt, và kịch bản nó dường như nó sẽ đi vào lòng người, và biết đâu đó trong mọi chúng ta, gia đình chúng ta hạnh phúc hay là chúng ta không hạnh phúc gì đó thì không phải bởi vì những đứa con này, hoặc là chúng ta không nên nói là thiếu cách giáo dục, mà là đó là bản năng gốc của con người và cảm xúc thật của con người. Cho nên là tôi nghĩ là định hướng là định hướng, mình định hướng là định hướng, nhưng mình cũng phải làm theo kịp, bắt kịp nhịp với xã hội hiện nay. Thì lúc nãy như Uyên nói là ở đây là một câu chuyện tình đam mỹ đậm chất hơn là Tía ơi con lấy chồng. Thì Tía ơi con lấy chồng mình chỉ đưa một cái thông điệp và không xuyên suốt, nhưng dường như là Bồ Công Anh thì lại đưa xuyên suốt hơn, xuyên suốt cái câu chuyện này hơn. Cho nên là mọi người sẽ đến xem bằng những cái hình ảnh mà chúng tôi PR là đẹp, sang. Thì câu chuyện nó cũng diễn lên ở bối cảnh ở miền Trung Du, ở Đà Lạt, miền Lạnh. Cái hoa Bồ Công Anh nó đã nhẹ nhàng bay bổng rồi. Cho nên chúng ta phải chọn một cái bối cảnh nó thơ mộng hơn. Thì mọi người sẽ thấy là đây là một cái tác phẩm mà tôi nghĩ rằng nó không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Chẳng qua là người ta nghe nói là đam mỹ thì sẽ đi dần một cái sự dễ dãi nào đó. Nhưng có trong xã hội chúng ta có nhiều giai cấp và nhiều tầng lớp. Cho nên là ở đây cũng có những người ngành nghề và họ hội tụ lại, họ là những người bạn thân, họ chia sẻ cuộc sống, họ yêu thương nhau. Thật sự là đến với cái vở Bồ Công Anh này thì Hữu Quốc với Vũ Trần cũng suy nghĩ rất là nhiều. Nó là một cái câu chuyện tình mang cái màu sắc là đam mỹ, nhưng trong cái chừng mực, cái sự giới hạn thì chúng ta sẽ mang đến một cái câu chuyện tình yêu nó rất là lãng mạn, thơ ngây, có một cái khung cảnh là cả một cánh đồng Bồ Công Anh, và nó vẫn có những cái khoảnh khắc mà nó cũng rất bình thường, rất đáng yêu, giống như những cặp và trai gái khác. Tuy nhiên thì với cái sân khấu của nhà hát sân khấu nhỏ 5B và 4 tầng ấy, thì chúng tôi và Mỹ Uyên cũng như là Vũ Trần là đã thống nhất với nhau, nhất là những cái mảng hài hước, chúng tôi phải làm sao cho nó sạch, cho nó sang, chứ chúng tôi không có thể mà tự nhiên chủ nghĩa được. Chúng tôi không có thể mà muốn nói gì thì nói. Những cái lời lẽ nó phải chừng mực, nó vui mà nó phải văn minh. Mới có người chưa chồng. Trời, Cúc 42 tuổi rồi có người chưa chồng. Dễ, thì 42 tuổi bắt cười quá, ha ha quá. Ủa chứ 15 năm rồi chứ gì nữa. Cái gì 15 năm rồi? 15 năm rồi sao? Thời gian trôi nhanh như một cái tắc tiền. Mỗi đây mà đã 15 năm rồi hả? Thôi vậy là tụi mình già lắm rồi đó. Con thôi nha, ai già già chứ đây trẻ mãi à. Đúng rồi. Cho nên hồi nãy cho nên hồi nãy mới có người trêu chọc. Trêu chọc đi nhà nhà hồi nãy đi ăn xíu mại bên Hồ Xuân Hương đó. Kê có hai thằng học trò cấp 3 nó đeo đuổi. Hai học trò cấp 3 đeo đuổi một con gái 42 tuổi. Trời ơi. Thật sự á là Hữu Quốc á là có những cái người bạn mà từ lúc còn nhỏ kìa, đi chơi thì cái kinh nghiệm nhiều lắm, đối tượng nào cũng có những người bạn mà nhiều lĩnh vực khác nhau, trí thức cũng có, dân buôn bán cũng có, rồi những bạn mà ở vùng quê cũng có. Thì khi mỗi cái cuộc mà mình đi chơi vậy đó thì mình sẽ thấy được nó sẽ có nhiều cái gọi là cái cách thể hiện vui á, nó khác nhau đó. Và qua cái vở này thì chúng ta cũng thấy được nhiều cái cung bậc cảm xúc
à, có những người mà họ không thể hiện bên ngoài, và có những người họ show ra cho mọi người thấy, à, và có những người thì lúc dày lúc khác đó. Thì cái thế giới của các bạn thì nó rất là phong phú, và tôi nghĩ là tôi đủ kinh nghiệm để tôi làm cái chuyện này.